Mẫu lão lông cầm điếu cày, chơi đồng cũ hương. Chiều cao là 27, chiều dài là 21 và chiều sâu là 21. Tức là vuông đấy ạ, hàng nguyên khối. Các bác ưng ý quan tâm sản phẩm vui lòng cho em xin tên sản phẩm và số điện thoại để được em tư vấn cụ thể cho các bác. Các bác lưu ý duy nhất là các bác nhận hàng, các bác luôn được mở hàng ra kiểm tra tác phẩm trước khi thanh toán là để đảm bảo đúng hàng và đúng cái chất lượng mà đồ gỗ bên em bán ra. Vân gỗ thì rất là đẹp. Các bác ưng ý vui lòng cho em xin tên sản phẩm là mẫu lão lông cầm điếu cày và kèm theo là số điện thoại để được em tư vấn cụ thể cho các bác. Mẫu rất là đẹp luôn các bác.